Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội khách Bà Rịa Vũng Tàu trong trang phục trắng xanh bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Rất hay. Không được, bóng không tới được vị trí của Hà Đức Chinh. Hy vọng. Nhưng anh liên tiếp gặp những chấn thương không đáng có và rất ít xuất hiện trong màu áo của Đà Nẵng tại V-League 1 mùa giải năm nay. Có lẽ trong trận đấu này sau khi khỏi chấn thương thì Huy Hùng được huấn luyện viên Lê Đức tung vào sân để có thể trở lại với nhịp thi đấu tốt hơn. Vị trí mà Bùi Tiến Dũng thường chơi trong màu áo của Đà Nẵng ở V-League 1 đó là vị trí trung vệ bên cạnh Giang Calessio. Chú Văn Kiên rất nhanh, đã có tác động của Quang Vinh đối với Chu Văn Kiên nhưng không có tiếng còi nào cả. Nếu như khắt khe hơn, đây sẽ là một tình huống phạt đền. Tình huống phá bóng trước đó của Liễu Quang Vinh, bóng không hề trúng bóng. Ở vòng đấu thứ 11 thì Đà Nẵng sẽ tiếp Sài Gòn trên sân Hòa Xuân. Và vòng đấu thứ 12 tiếp tục trên sân Hòa Xuân thì Đà Nẵng sẽ tiếp đón đương kim vô địch Viettel. Và dứt điểm quá nhẹ đến từ Chu Văn Kiên. Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang phòng ngự với số đông. Nguy hiểm, công nhận, coi. Không được. Vừa rồi có lẽ là cơ hội rõ nét nhất của Đà Nẵng kể từ đầu trận đấu. Nhưng một thoáng lưỡng lự thì Công Nhật đã bỏ qua cơ hội cho đội chủ nhà. Đúng vừa rồi có lẽ Công Nhật cần phải quyết đoán hơn, thậm chí là một pha dứt điểm ở góc hẹp. Và đội bóng đầu tiên của Công Nhật là khá tốt. Sút này là sút bóng của Minh Tâm. Ba trận đấu đang diễn ra cùng giờ đều có kết quả 0-0. Trên sân Pleiku thì Gia Lai vẫn chưa có bàn thắng vào lưới của đội hạng nhất An Giang. Ba trận đấu diễn ra cùng giờ đều là những cặp đấu của các đội V-League 1 và các đội V-League 2. Đánh đầu. Pha ra vào tương đối hợp lý của thủ thành Nguyễn Thanh Tuấn bên phía đội khách. Trung phong. Sút bóng. Pha dứt điểm hiếm hoi của đội khách Bà Rịa Vũng Tàu về phía khung thành của Thanh Bình. Nhưng tiếp tục đó không phải là một pha dứt điểm trúng đích. Chiều cao của Thanh Bình là khá tốt, anh cao tới 1m85. Vừa rồi là tình huống sút bóng của Đào Quốc Gia. Và Minh Bình cũng đang chơi khá tốt tại giải hạng nhất mùa giải năm 2021 trong màu áo của Công an Nhân dân. Coi! Rất nguy hiểm. Vừa rồi có thể coi là cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu này kể từ đầu trận đấu tới giờ. Thắng 0, hòa 1 và thua tới 4 đang xếp cuối cùng tại bảng xếp hạng. Cơ hội. Võ Ngọc Tỉnh trong tình huống vừa rồi quá chậm trong khu vực cấm địa của đội chủ nhà Đà Nẵng. Công Hiền. Phút thứ 56 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Không có quá nhiều cơ hội về phía khung thành của cả hai bên. Rất khó. Thật sự là rất khó với những đường chuyền như vừa rồi. Cự ly đội hình của cả hai bên đang chơi quá xa nhau. Minh Tâm.
Lật bóng tốt, đánh đầu, không được. Pha hóa giải vừa rồi là của trung vệ Đình Bảo, phản công cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Tình huống 3-3. Chú Văn Kiên cánh phải rất thoáng. Chú Văn Kiên quyết định dứt điểm nguy hiểm. Bóng đi rồi cột dọc khung thành của đội chủ nhà NLB Đà Nẵng. Một tình huống dứt điểm táo bạo đến từ Chu Văn Kiên. Quyết định dứt điểm của Chu Văn Kiên trong tình huống vừa rồi là rất táo bạo khi bên phía cánh phải của Bà Rịa Vũng Tàu rất thoáng. Minh Tâm, trận đấu đang diễn ra hay hơn, dứt điểm. Cối, phá bắt đầu, không vào của Đức Trinh. Vì vậy tỷ số đã được mở cho các cầu thủ NLB Đà Nẵng. Trong những phút vừa qua thì tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao hơn ngay sau khi Bà Rịa Vũng Tàu đã không may mắn có được bàn thắng vào lưới của NLB Đà Nẵng. Thì đội chủ nhà đã lập tức ghi bàn. Đức Trinh chơi không hay trong phần lớn thời gian của trận đấu này, nhưng quan trọng anh đã có bàn thắng. Phan Văn Long vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai và ngay lập tức đã có khác biệt. Tình huống đầu tiên thì Phan Văn Long đã dứt điểm hiểm hóc. Thanh Tuấn đã chơi tốt, nhưng ở tình huống hai thì không có một đồng đội nào của Thanh Tuấn đã hỗ trợ cho anh cả. Đức Trình đã thoải mái đệm bóng vào lưới trống, 1-0 cho NLB Đà Nẵng ở phút thứ 62 của trận đấu này. Cho dù NLB Đà Nẵng là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng đây cũng là một kết quả bất ngờ. Trước đó là một pha dứt điểm có thể nói là rất hay của Phan Văn Long. Thì Chu Văn Kiên đã có một tình huống dứt điểm có thể nói là rất tốt. Bóng đi dội cột dọc của Thanh Bình. Duy Anh rất thoáng. Dứt điểm rất hay, không vào. Pha đẩy bóng trước đó của Thanh Bình là xuất sắc. Trận đấu đang diễn ra hay hơn, sôi nổi hơn kể từ khi Chu Văn Kiên đã có một tình huống dứt điểm vào cột dọc. Pha xử lý tốt của cả Duy Anh lẫn Thanh Bình rất giống với tình huống mà Đà Nẵng có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này, nhưng rất đáng tiếc. Rất hay. Một lần nữa thì thủ thành Nguyễn Thanh Tuấn đã xuất sắc. Vừa rồi là một tình huống đá phạt tốt đến từ Nguyễn Viết Thắng. Đánh đầu rất nguy hiểm. Sẽ có một tình huống phát bóng lên dành cho đội chủ nhà NLB Đà Nẵng. Trước đó thì cũng đã có lỗi việt vị của Đà Nẵng trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ đang bị đau có lẽ là Đình Bảo. Ở một giải hạng nhất năm trước thì Chu Văn Kiên cũng đã có hai bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn. Lê Văn Đô, tốc độ của Văn Đô. Văn Đô đã bị đuối ở trong tình huống cuối cùng. Rất có thể mùa giải năm nay thì Chu Văn Kiên đã không còn cơ hội để có bàn thắng ở khung xa nữa. Quả bóng của anh đang bị dẫn trước với tỷ số là 1-0. Và trong một thế trận như thế này thì rất khó để cho Bà Rịa Vũng Tàu có thể nghĩ tới bàn thắng sang bằng tỷ số. Dù đang bị dẫn trước nhưng sức ép của Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng khung thành của Đà Nẵng là rất yếu ớt. Không được. Dứt điểm. Nguy hiểm. Phản xạ tốt của Thanh Bình. Một cú sút từ rất xa đến từ các cầu thủ đội khách Bà Rịa Vũng Tàu. Cú sút rất táo bạo. Cú sút vừa rồi có lẽ là của Đình Bảo. Lúc này thì thủ thành Thanh Bình đã chơi khá hay. Không dưới 2 lần thì Thanh Bình đã cứu thua cho NLB Đà Nẵng ở trong trận đấu này. Một tình huống dứt điểm